Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của 0MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đang xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt một chút thời gian ra, thấy một cái nút đăng ký ở dưới video ấy. Các bác nhìn ở phía dưới nó có một cái chữ đăng ký các bác bấm vào đấy các bác nhá. Và mỗi một ngày thì bên em sẽ lên review cho các bác xem một sản phẩm bên em đang có. Thì bên em là kênh chuyên mua bán Samsung sách tay phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Đấy anh em nào mà cần một con máy cấu hình cao, giá cả hợp lý thì các bác có thể tham khảo shop di động MV nhà anh em các bác nhá. Nếu mà các anh em nào mà theo dõi bên em thì biết trong hai ngày trước em đã lên một cái clip rất là nhiều Samsung Galaxy Note 20 và S21 và trong cái hai clip lên thì đã bán khá khá đi rồi và cái lượng máy nó vãn đi khoảng 1 phần tư rồi các bác nhá đấy lượng máy nó vãn đi 1 phần tư rồi các bác nhìn đây nhưng mà hôm nay thì vẫn còn rất là nhiều và em sẽ lên sóng review cho các bác xem những sản phẩm bên em đang có nếu mà bác nào mà lần đầu tiên xem kênh của em thì em review qua cho các bác về cái hình thức mua hàng các bác ở Hà Nội thì qua trực tiếp cửa hàng em 111 triệu khúc Hà Nội để xe máy. Còn nếu ở xa không qua được cửa hàng thì các bác cọc tiền từ 100.000 đến 300.000 tùy vào giá trị đơn hàng sau đó em sẽ ship hàng cho các bác đến tận nơi các bác nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhé và hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục review cho các bác xem những cái lô cái lô hàng Note 20 và S21 5G Đấy, thì cái lô hàng này nó mới về rất là nhiều em sẽ review cho các bác xem trước các bác nhé Ok thì đầu tiên em sẽ review cho các bác xem về cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 Hiện nay thì Note 20 5G nhà em cực kỳ nhiều luôn Đây như các bác đã nhìn đây trước mặt toàn là màu đồng này, màu xanh này và có một cây màu đen thôi cũng không có nhiều và tất cả các chỗ này đều là phiên bản mỹ các bác nhá hàng nốt 20 này thì nói chung với mấy các bác là trong cái phân khúc mà tầm giá trên dưới 5 triệu thì em nó đang là số 1 rồi thứ nhất là cái thiết kế nó cực kỳ đẹp luôn và cái thứ hai là cái dòng lốt này nó là cái hàng flagship của samsung Đấy, hàng flagship thì dùng đương nhiên là rất là sướng rồi loanh quanh có hơn 5 củ là các bác đã mua được một cây rồi các bác nhá để mấy ngày thì có những cây hết pin này cây galaxy lốt 20 các bác được trang bị một cái màn hình phản kích thước 6,7 inch con này thì các bác sẽ dùng được cả hai sim hai sóng và hỗ trợ 5g Đấy, dung lượng pin của nó là 4.300 giam 8g bộ trong là 128 gb và cái chip của nó cực kỳ ngon luôn chip Qualcomm Snap là 865 camera thì chất lượng cực kỳ tốt luôn các bác nhé Đấy, camera cực kỳ sắc nét và ngon Hiện nay thì bên em đang có sẵn cái Samsung Galaxy Note 20 5G này rất là nhiều. Anh em nào mà đang tìm kiếm một con Note 20 trong cái phân khúc loanh quanh trên dưới 5 triệu thì các bác có thể tham khảo kỹ ở clip này các bác nhá. Em có hai loại hàng, hàng thứ nhất là hàng A. Hàng A này thì nó đẹp tầm 98 cho đến 99%, gần như nét nẹt nẹt luôn các bác nhá. Hàng A này Note 20 5G có màu xanh và màu đồng. Đấy, màu xanh và màu đồng hai màu để cho các bác lựa chọn này các bác nhá. Note 20 5G con này thì cấu hình thì em đã giới thiệu rồi, hai sim, RAM 8 1 chai 8 g màn hình uh, AMOLED, camera thì chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Con này thì hiện tại đối với hàng Nga đẹp 9899%, 5 triệu 600 000 các bác nhá. Còn ngoài ra có những cái loại hàng nó rẻ tiền hơn, ví dụ như đây, có 5 triệu 300 000 thôi. Đấy 5 triệu 300 000 rồi có những cây 5 triệu 4 này, có cây thì 5 triệu rưỡi, có những cây 5 triệu rưỡi thì rất là ít. Đây cây 5 triệu rưỡi có một cây này, đấy, à, có một cây, có cây 5 triệu 7 này. Đấy, thì nó là hàng đẹp nét luôn các bác nhá. Thì đây là cái Samsung Galaxy Note 20 à, phiên bản Mỹ, cây này 5 triệu 3 Đối với những cây 5 triệu 3 này thì hình thức của nó được tầm loanh quanh 96% à, 96, 95, 96% các bạn nhé Hình thức của nó gọi là hơi hằn nhẹ một chút theo thời gian như này Đây là một trong những cái mã máy mà theo như em đánh giá thì rất là ngon Đấy, Note 20 5G, hình thức viền hơi phẩy một chút nhưng mà quan trọng nhất là một con máy nguyên zin và các chức năng hoạt động ok. Màn hình sáng đẹp trong veo không ám ố không như ảnh gì các bác nhá. Đấy, Samsung Galaxy Note 20 5G. Đấy, mã này em đang có rất là nhiều, đang có vài chục cây cho các bác lựa chọn luôn các bác nhá. Ngoài ra thì có những cây ấy rẻ hơn 5 triệu luôn, có những cây 5 triệu này thì những cái cây 5 triệu như này là nó bị lưu ảnh siêu mờ. Đấy, tình trạng thì bên em là các bác nếu mua hàng bên em nhiều rồi thì các bác biết tình trạng như nào là em báo rõ cho các bác luôn không úp mở úp mở gì hết các bác nhé nên là người tôi gọi là tiền nào của đấy thôi cây này thì 5 triệu nó lưu ảnh siêu mờ nếu mà cái cây này thì em không nói lưu ảnh thì chắc các bác chẳng biết đâu đây em đang còn nhìn các mắt rồi để nhìn không biết nó đâu rồi đây nói chung là cực kỳ mờ đây nói chung là quay thì chắc không thể nhìn được các bạn đây nó quá mờ các bạn nó siêu mờ luôn các bác nhé nó rất rất là mờ thì những cái cây này em bán cho các bác là 5 triệu cây số 20 năm có những cây nó bị ám một chút đấy, 4 triệu chín có này có cây 4 triệu bảy có các nhá đấy thì các bác có thể tham khảo một cái dòng Samsung Galaxy Note 20 loanh quanh trên dưới 5 triệu là các bác đã mua rồi cây này là cây số 26 4 triệu 8 này đấy, những cái cây này thì nói thật các bác nó quá là mờ luôn em còn chưa nhìn ở à đây nó bị lưu một tí phía dưới này các bác nhìn này đấy nó lưu một cái dấu cộng này ấy siêu siêu mờ đấy còn lại thì ok các nhá còn lại ok và cái này thì nó, nó nó cực kỳ là lành luôn các bác nếu mà mua hàng ám thì nhà em nhiều rồi các bác cũng biết nó rất là lành và lành hơn đốm rất là nhiều các bác nhá những cái con như này các bác dùng thiên thụ nó cũng chẳng mà nó hỏng luôn 4 triệu 800 nghìn là các bác đã mua được con nó 20 rồi anh em nào mà đang tìm kiếm một con nó 20 thì có thể tham khảo các bác nhá đây là trong lúc quay video có một bác gọi rất là nhiều nhưng mà em không thể nào mà không thể nào mà nghe máy được đây bác cái đang gọi đây này đấy em không thể nghe máy được các bác nhá thì uh... Tiếp theo em giới thiệu cho các bác một cái mã máy bên em cũng rất đang rất là nhiều Thì chính là cái mã Samsung Galaxy S21 S21 5G này thì em đang có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ các bác nhé Đây có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ Bản Hàn thì em chỉ có hai cây thôi Đây bản Hàn thì em chỉ còn có hai cây hôm trước thì có 5-6 cây thì em đã bán hết rồi và chỉ còn hai cây cuối cùng này thôi hai cây này 5 triệu rưỡi S21 là một trong những cái mã máy nhỏ gọn mà cấu hình cao các bạn nhé có đây thì các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình kích thước 6,2 inch phiên bản Hàn Quốc này Đấy, phiên bản Hàn Quốc này thì RAM của nó là RAM à, phiên bản Hàn Quốc RAM 8 g và bộ trong là 256 g bản Hàn thì cái bộ trong của nó sẽ rất là ưu ái luôn anh em nhé có ghiêm cuộc gọi nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi và cái đặc biệt cái dòng S21 nhỏ này thì camera chất lượng cực kỳ tốt luôn camera màu sắc này rất nét luôn các bạn nhé bản Hàn Quốc thì tổng quát lại nó là một sim nhưng mà bộ trong của nó sẽ lên tới 256 trăm năm em đang có một cây mà, một hai cây màu đen Đấy, hình thức của nó này cũng tương đối là đẹp luôn tầm chín bảy chín tám các chức năng hoạt động ok gọi là chỉ phe phải nhẹ một tí thôi các bạn nhé zin nguyên bản 100 trăm luôn samsung galaxy s hai mươi g phiên bản mỹ à, phiên bản hàn quốc chỉ có hai cây màu đen này là bản hàn quốc thôi anh em nhé còn ngoài ra thì em đang rất là nhiều phiên bản mỹ bản Mỹ các bác nhìn đây có màu trắng này đấy, màu trắng này có màu trắng này nhá đây màu trắng này giá từ 5 triệu 5 cho đến 5 triệu 700 nghìn một cây những cây 5 triệu 7 này thì hàng đẹp tầm 98 cho đến 99 phần trăm gần như nét nè nẹt luôn đấy cũng có gọi là nếu mà anh em mà gọi là kỹ tính mà bê kính hiển vi ra soi thì đương nhiên là nó cũng có vết xước cái điều đấy điều không thể tránh được nhưng mà như một con máy nhìn tổng quát một con máy rất là lét như này mà quan trọng nhất nó là zin 100 trăm thì những con máy này đã chất lượng đạt đến như này quá là ngon rồi các bạn em quá là tốt luôn gần như một chiếc máy mới rồi các bạn em nó chỉ kém gọi là chất lượng đạt đến 98 99 phần trăm rồi Galaxy S21 em đang có màu trắng ngọc tờ linh màu tím thủy chung Đấy, màu tím thủy chung này loanh quanh hơn 5 triệu là các bác đã mua được một con em màu tím thủy chung 5 triệu 5 5 triệu 6 một cây Đấy, màu tím này màu tím rất là đẹp luôn các bạn nhá màu tím này rồi màu trắng màu hồng màu hồng rồi màu đen màu đen có những cây 5 triệu 7 này có những cây thì 5 triệu rưỡi đại loại là tùy theo hình thức mà giá này khác nhau ví dụ như cây 5 triệu rưỡi này thì hình thức của nó sẽ đọc đây nó chấm nhẹ một hai vết bằng cái lông tơ con kiến như này thôi còn lại thì chất lượng khá là đẹp các bác nhé đấy chất lượng khá là đẹp luôn các bác nhìn viền chưa đấy, em quay kỹ một con 5 triệu rưỡi cho các bác xem thì tại vì sao mà 5 triệu rưỡi rồi tại vì sao mà 5 triệu 7 thì đây 5 triệu 7 thì lưng nước các kiểu đâu ra đấy luôn lét nền nẹt luôn các bác nhé và quan trọng nó là zin như ngọc tờ luôn zin như gái 18 ấy các bạn Đấy, một con Galaxy S21 5G. Con này thì uh, nhỏ gọn, hai sim, hai sóng chip con con slap đồ đông là 888. RAM 8GB và bộ trong là một chai 8GB, màn hình AMOLED 120Hz các bạn nhé. Camera thì này, đỉnh cao luôn, các bạn nhìn chụp ảnh này, đúng là công nghệ gọi là nói thật với các bác, một con Samsung chính hãng này dùng khác bọt hoàn toàn luôn. Đấy các bác Dùng gọi là từ camera cho đến màn hình rồi các cái dùng rất là sướng luôn, mướt mượt mượt luôn. Thì đây chính là hai cái dòng Samsung Galaxy ốt 20 5G và dòng Galaxy S21 mà em vừa giới thiệu cho anh em. Và bây giờ là tất cả những cái máy khác mà em sẽ giới thiệu cho các bác nhé Đây là cái bàn máy mà hàng ngày em đang hay quay đây. Thì cái bàn máy này tổng hợp rất là nhiều những cái máy mà các bác cần. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác theo thứ tự lần lượt từ máy gọi là máy um, rẻ tiền sau đó tăng dần lên máy cao tiền. Trước khi uh, giới thiệu máy rẻ tiền thì em giới thiệu cho các bác đầu tiên, đây là một con Galaxy S10 năm S10 Plus con này thì uh, phiên bản 512 g các bác nhá. Nhưng mà cây này thì đã thay lưng rồi. Nói thật với các bác, lại giá em bán thì cực kỳ rẻ luôn. Cây này em bán chỉ có bác 3 triệu 900 000 thôi. Phiên bản RAM 8 trên 512 g để mà thời điểm này các bác mua một con Galaxy S10 Plus này ấy, để mà kiếm được một con màn hình nó đẹp như này mà lại phiên bản 512 g mà giá có 3 triệu 900 000 ấy thì nó là quá rẻ luôn các bác nhá. Nó là siêu rẻ luôn. Cây này thì đã thay lưng, đã thay cái lắp lưng khác rồi không phải lưng zin của nó nhưng quan trọng nhất là cái gì cái samsung này nguyên cái màn hình của nó thôi đã 3 triệu mấy rồi gần 4 triệu cái màn hình rồi các bác nhá con này lại là con phiên bản 512 trăm nữa thì nó là phải nói là các bác là hiếm có khó tìm Đấy, hiện tại thì con này là bản samsung việt nam hai sim vật lý và hỗ trợ cho các bác là có khiêm cuộc gọi cây này giá cho em bán cho các bác với cái giá là 3.900.000 tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Samsung Galaxy S10 Plus. Đầu tiên là một cái cây S10 512GB giới thiệu cho bác đầu tiên. Tiếp theo thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái dòng máy Xiaomi. Con này là một trong những con máy mới 99 cho đến 100%, không khác thì một con máy vừa bóc ra khỏi hộp và chính xác đây nó là một con máy mới luôn các bác nhá, chứ không phải máy cũ đâu. Con này thì mới 99 đến 100% luôn lét nền nẹt bóng nhoáng luôn các bác nhá nhìn cái vỏ của nó này sờ sướng cực kỳ luôn Xiaomi zmi Note 9 Pro đây chính là cái tên của con máy này dòng Xiaomi này thì trong cái tầm tiền loanh quanh 3 triệu hơn 3 triệu một tí thì nói thật với các bác Xiaomi này nó là vô đối rồi có đây thì các bác sẽ được một cái màn hình đục lỗ kích thước 6,7 inch Đấy, tính chính xác của nó là 6,66 inch em đọc luôn là 6,7 inch cho nó tròn anh em nhé 6,66 inch nữa con này thì Xiaomi Z9 Pro. Các bác sẽ dùng hai sim vật lý, bộ ở trong là 128GB. RAM của nó là RAM 8GB và 8 nhân mạnh mẽ này các bác nhá. 8 nhân 2.2 GHz luôn, cực kỳ ngon. Galaxy à con uh, Xiaomi, đấy à, Xiaomi Z9 Pro. Hiện tại em đang bán cây này với cái giá là 3 triệu 300 000 một em. Máy này có vân tay, khuôn mặt đầy đủ, camera cực kỳ hầm hố và xịn sò luôn. Máy mới nét nẹt nét luôn các bác nhá. Anh em nào mà đang thích một con máy đẹp, chất thì các bác có thể lựa chọn con này giá nó cũng chỉ 3 triệu 300 nghìn thôi nói thật với các bác nó rất là rẻ luôn các bác mua về cho ông bà hoặc mua về để dùng thì trong cái tầm tiền loanh quanh 3 triệu này thì nói thật với các bác nó là quá ngon luôn các bác nhá một chiếc máy đẹp nét này nè tặng sạc cáp và dán màn hình Dòng này thì các bác về tự mua ốp lưng nha các bác nhá. Em về được toàn là màu xanh rồi các bác. Màu xanh này em về rất là nhiều nhưng mà toàn là màu xanh. Đấy, màu xanh các bác nhá. Nhiều khi quay thì em chỉ có đại diện một hai cây để quay thôi chứ còn trong kho nhà em thì nó nhiều vô số luôn. Đấy Samsung Galaxy, à Xiaomi, đấy bán Samsung nhiều nhiều khi nó quen mồm các bạn. Con này là con Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Giá hiện tại là 3 triệu 300 000 anh em nhé và một cái sản phẩm Xiaomi tiếp theo thì đây chính là một con Xiaomi ZMI K30. K30 thì chắc là một cái mã máy mà các bác quen thuộc hơn. Đấy, K30 này thì nhiều bác dùng Xiaomi thì các bác gọi là đã dùng Xiaomi là gần như đã trải qua những con K30, K20 về rồi à, những con lốt 4 Xiaomi Note 4 linh tinh đại loại là Z4, Note 5 hay là những con huyền thoại của Xiaomi rồi. K30 5G, máy có 5G, bộ bộ có trong là 128 GB gian 6 và 8 nhân qua đây thì hiện tại giá đang bán cho các bác là 3 triệu các bác nhá đấy siêu mi có màu trắng và màu tím rất là đẹp luôn 3 triệu một cây siêu nói thật các bác lanh quanh 3 triệu mấy con này đúng là hết nước chấm rồi đấy có màu tím mộng mơ có màu trắng ngọc tờ rinh và màu xanh của ZMI mi lốt 9 pro này thì phải nói là quá đỉnh và đẳng cấp luôn dòng siêu mi phải nói là nó có những cái thiết kế mà đột phá luôn các bác nhá siêu này vivo này và một số những dòng Huawei ấy, Nó thiết kế gọi là đột phá luôn đấy, Thiết kế gọi là độc và lạ Như mỗi một kiểu Mỗi một máy nó có một phong cách thiết kế khác nhau Rất là lạ và Không có con nào giống con nào cả Đấy là cái hay của cái dòng Xiaomi Còn ngoài ra thì nếu mà nhìn tổng quát một con máy Thì đương nhiên là nó trong cái tầm tiền hơn 3 triệu Thì nó sẽ Được cái màn hình là màn LCD Nhưng được cái màn hình rất là to các bạn nhá, Rất là to đấy, Châu Bò pin con này hình như nó 5.000 bây giờ đấy các bạn Còn Redmi Note 9 Pro Hiện tại thì con bên em đang có hai cái mẫu máy là mẫu máy Xiaomi K30 5G và Redmi Note 9 Pro là hai cái mẫu máy của Xiaomi, hàng đẹp keng 99%, giá loanh quanh 3 triệu và 3 triệu 300 000 là các bác đã ăn được một em rồi. Tặng đầy đủ sạc cáp và giá màn hình các bác nhé Ok, một cái sản phẩm Samsung đi. À đây một cái con Xiaomi tiếp theo. Con này là con Redmi uh, uh, Zmi 9T. À, con này Redmi 9T các bác nhé Redmi 9T bộ trong là 128 g RAM 6 g Đấy, cũng là 8 nhân luôn Con này thì pin trâu Nói chung là phù hợp cho những cái bác mà gọi là Mua về xem phim nghe nhạc các kiểu Gọi là Facebook, Zalo với bản thôi Con này thì nói chung là cấu hình của nó Tuy là RAM 6 nhưng nói thật các bác Nó không thể bằng con RAM 4 của Samsung đâu các bác nhá Không thể bằng luôn Đấy, Các bác khi sử dụng thực tế thì các bác biết Nên là nhiều khi một con máy các bác đừng quan trọng Nó là RAM bao nhiêu, bộ nhiêu bao nhiêu Quan trọng nhất ấy, là cái mứt mượt mượt của máy này cái tần số quét này con chip xử lý nữa này nó có rất là nhiều yếu tố để nó quyết định các bác nhá. chứ không phải là cứ giam cao với bộ nhớ cao là nó khỏe đâu cái đấy nó chỉ là một phần thôi con này là con Xiaomi mi 9 t nói thật các bác dùng con này thì nó cũng gọi là không nhanh nó cũng bình thường đấy như em chẳng hay là do là em cầm nhiều máy đời cao quá nên khi cầm những con này kể cả bản thân em bán con này em không khen nó các bác nhé em cũng không khen nó là nó ngon mà em bảo con này chỉ là bình thường và dùng thì gọi là cho các bác về lướt web xem phim YouTube vớ vẩn thôi đấy, RAM 6 cộng 2 này nhưng mà thực tế của nó thì dùng rất là chán luôn có đây thì, đây này thì gọi đây là như các bác nhìn đây em bấm đấy, đấy hàng ngày thì mình cũng chỉ dùng như này thôi đấy thì các bác có thể gọi cân nhắc các bác nhá giá thì em bán rất là rẻ chỉ có hơn một triệu là các bác đã mua rồi đấy một con Xiaomi đấy nó chỉ chậm chậm như này thôi các bác nhá chứ nó không mướt mượt mượt như kiểu cái bọn Samsung này đâu đấy, như các bác nhìn con S20 Samsung này ấy cầm một phát nó mướt mượt mượt nó bấm phát ăn ngay không có không có cái chuyện mà trông nhìn cái hiệu ứng của nó nhìn rất là chối tỉ như này đâu Đấy, các bác nhá nhìn này nó mướt mượt mượt luôn thế nên tại vì sao mà bên em bán rất là nhiều samsung bởi vì nó rất là nhanh thứ nhất là cái màn hình của nó khi bấm phát gần như ăn ngay luôn Đấy, hoặc là khi mình mở các ứng dụng này gần như nó lên ngay luôn các bạn nhá vì thứ nhất là cùng là con RAM đấy như hai con này cùng là RAM 6 trên một gb nhưng mà con samsung này đương nhiên nó mạnh hơn rất là nhiều bởi vì sao thứ nhất là nó được sở hữu một cái màn hình 120 trăm và thứ hai là cái con chip xử lý của nó con chip rất là mạnh các bạn nhá đây camera con này này đấy con siêu này mở lên mãi nó mới lên nhưng mà con samsung mở phát ăn ngay luôn kể cả ứng dụng hàng ngày thì đương nhiên là cái hiệu năng và điểm an của nó chắc chắn đang mạnh hơn rất là nhiều rồi các bạn thế nên là không phải em bán con nào em khen con đấy con này thì em gọi là máy gọi là cho người già học sinh sinh viên người cao tuổi dùng thôi thì gọi là dùng nó gọi là không quá nhanh Và nó cũng chẳng gọi là nó cũng hơi hơi chậm chậm anh em nhé con này giá 1 triệu 500 nghìn đi Đấy, cho gọi thanh lý cho các bác 1 triệu 500 nghìn một con siêu mi và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là con Samsung Galaxy A23 con này phiên bản gọi là phiên bản Hàn Quốc pin cực kỳ trâu luôn RAM 4 một chai 8 g pin 5 nghìn màn hình to kích thước 6,67 inch Đấy, A23 đẹp 99% cây này hiện tại hàng này new bản Hàn Quốc một sim giá 3 triệu uh, 300 các bác nhé giá 3 triệu 300 nghìn có màu đen màu trắng và màu xanh ngọc và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là một cái con A22 Plus em đang còn một cây. Okay. Con này thì uh, phiên bản Hàn Quốc RAM 4 bộ trong là 128 GB, màn hình kích thước khoảng 6,6 inch. Phiên bản Hàn thì RAM 4 128 GB pin 5000 có hỗ trợ cho các bác là uh, sạc nhanh, Đấy, có hỗ trợ cho các bác là cái rắc 3.5, các chức năng hoạt động ok. Đấy, giá là 2.500.000đ các bác nhá, còn có 2 cây thôi, cũng hết hàng rồi. Và một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là một con Xiaomi Con này là con Poco X4 Pro Hình thức của nó thì được tầm 95-96% Con này thì máy thì đã Các chức năng hoạt động ok Và không một lỗi lầm đi Con này thì uh, RAM sẽ là RAM bao nhiêu đây Đấy, Poco X4 Pro màn AMOLED nha Đang chạy phiên bản uh, MIUI 14.0 này Gần như là mới nhất rồi Đấy xem nào Con này thì RAM của nó là RAM 6 bộ trong là 128GB Đấy, 6 trên, trên 8 gb Con này hiện tại giá em bán cho các bác là 2 triệu 900 nghìn các bác 2 triệu 900 nghìn một con Xiaomi Poco X4 Pro 2 triệu 9 luôn Giá thanh lý các bác nhé Và tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác Một con uh, ai con Samsung S20 5G phiên bản Hàn Quốc Cây này thì uh, RAM 12 trên bộ trong là 128GB Đấy, bản Hàn Quốc một sim nhưng cấu hình cực kỳ mượt luôn. Nói chung là RAM 8 nhưng mà bấm mượt lắm các bác ạ. À RAM 12, uh, chip Qualcomm 865 màn 120 Hz thì mượt lắm luôn đấy các bác nhá. Camera chụp ảnh này đẳng cấp luôn. Đấy, Samsung Galaxy S20, cây này màn hình tràn viền bo cong, phiên bản Hàn Quốc một sim 4 triệu 500 000 Một cái sản phẩm tiếp theo thì đây chính là hai con Samsung Galaxy Note 15G phiên bản Hàn Quốc, phiên bản Korea. Cái này thì thiết kế của nó thì đặc điểm của nó rất là lét các bạn nhé. đấy thiết kế thì đi vào sách gọi là sách giáo khoa Về giáo trình thiết kế điện thoại luôn cũng được Vì quá đẹp luôn Đằng trước đằng sau đều bằng kính Thiết kế tối giản bo cong màn hình các kiểu ok Loa kép có bút S Pen Màn 6.3 inch RAM thì RAM 12 trên 256 gb Phiên bản Hàn Quốc 1 SIM và có ghiêm của gọi Một cây màu đen và một cây màu trắng 4 triệu 300 nghìn và 4 triệu 500 nghìn Cây màu đen này thì đẹp tầm 98% còn cây màu trắng này 4 ,3 triệu 3 thì gọi là hơi phải viền một tí Gọi là không đáng kể Ve le phe le phe bằng cái gọi lông tơ con kiến thôi các bác nhá lông tơ con kiến thôi Các chức năng hoạt động ok ngon lành cảnh quất luôn này các bác này Đấy, một cây Samsung Galaxy S20 5G Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm cao tiền hơn Thì đây chính là một cái dòng... À, à đây cũng không phải cao tiền hơn Con này con S20 FE phiên bản Mỹ S20FE bản Mỹ con này RAM 6 1 8 g như đầu video lúc nãy em cho so ly à, xem à, em so sánh với cái con à, Xiaomi thì các bác biết à con Xiaomi Redmi 9T thì các bác biết rồi. Con này thì máy rất là mượt luôn, con này là bản Mỹ hết 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 pin mất rồi. Pin 4500 chip con con màn 120 hz Hình thức gọi là tầm 95 97%. 4 triệu, còn ngoài ra có một cây 99% phiên bản Hàn Quốc thì cây này là 4 triệu 5. Ok, một cái sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác thì chính là cái siêu phẩm S20 Ultra. S20 Ultra đến cái thời điểm này thì em chỉ còn có 5 6 cây nữa là hết hàng rồi các bạn nhá. S20 Ultra là một trong những cái em hàng phải nói là nó siêu đỉnh trong cái tầm tiền này luôn. Con này thì các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình to, ấy, cầm đầm tay, ấy, lặng chắc chắn và cấu hình của nó thì gọi là cấu hình của khủng long luôn các bạn nhá. Cấu hình siêu khủng luôn. Cái số điện thoại em để đây anh em nào cần thì có thể add Zalo và liên hệ liên cho cho bên em để đặt hàng các bạn nhá. Galaxy S20 Ultra con này thì hai sim, hai sóng hỗ trợ 5G trong đó một sim vật lý và một e sim. E sim thì các bác ra ngoài nhà mạng S một tí là xong thôi. Pin 5000, RAM 12 trên 128GB, chip Qualcomm 865, camera ngắm trị hàng xóm 100x. Các bác nhìn góc siêu rộng này. Đấy, góc 1x này, 5x này, Đấy, góc zoom, zoom xa zoom gần cực kỳ nét luôn các bác nhá. Bác nào mà thích một con Galaxy S20 Ultra thì các bác có thể đặt hàng bên em. Có giá là từ 6 triệu 5 Đây có những cây 6 triệu 5 như này thì viền của nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, viền các bác nhìn này, tầm 97 98%. Đấy gọi là cũng có phải nhưng mà nó phải rất là ít. Thì những cây này là cây 6 triệu rưỡi, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Những cái cây mà nó có cái trắng trắng đằng sau là những cái cây hàng đổi trả bảo hành. Cái này thì hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng gì các bác nhá. Chính là những cái cây này mới là những cây cực kỳ ngon này các bác này. Toàn là đồ của hãng người ta bảo hành cho thôi. Đấy những cái cây đổi trả bảo hành này toàn là đồ của hãng. Đấy các bác nhá, chuẩn 100% luôn. Dòng này thì quan trọng nhất là cái màn hình Nguyên cái màn hình đã 4 triệu mấy cái màn hình rồi 4 triệu mấy gần 5 triệu rồi Mà con máy này cái camera bán xác thôi Cũng được khoảng tầm uh, 1 triệu camera luôn các bác nhá cái Camera của dòng S20 Ultra này cực kỳ đắt luôn Thì hiện tại giá em đang bán cho các bác Là 6 triệu 500 nghìn Đấy cây số 15 Có những cây 6 triệu 3 Đấy 6 triệu 3 này rồi có những cây 6 triệu năm có đấy thì gọi là tùy vào tình trạng giá khác nhau em cũng chỉ còn có vài cây thôi có cây 6 triệu 6 cũng có này đây đây còn một sót một cây 6 triệu 6 mét từ lúc nào có một cây 6 triệu 6 ở đây hôm nay bên lên quay cho các bác này đấy thì những cái cây này thì hình thức của nó tầm 97 phần trăm các bác nhá máy nguyên zin nguyên bản luôn và dòng này thì các bác biết rồi đúng rất là sướng luôn hôm trước về lô 50 cây bán sạch còn có đúng mấy cây cuối cùng thì thôi ấy các bác nhá có cây 6 triệu 3 những cây 6 triệu 3 này thì hình thức viền của nó gọi là nó đây nó xước viền Đấy, xước viền hơn so với những cây kia thì em bán là 6 triệu 3 tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình màn hình đẹp trong veo luôn không ám mố không lưu ảnh gì các bác nhá và một cái sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho các bác thì chính là cái dòng Galaxy S20 Plus này các bác này S20 Plus cây em đang cầm trước mặt đây là cây phiên bản Hàn Quốc RAM 12 trên 256 g con này thì mang cả một bầu trời công nghệ trong con máy này luôn Đấy, màn hình 2K 120Hz là cái thứ nhất cái thứ hai có 5G, cái thứ ba là màn hình cong tràn viền, cái thứ tư là cái RAM 12 trên 256GB này không phải qua nào cũng có. Và cái thứ năm ấy là có chip Qualcomm quan và màn 120 hạt nó kết hợp lại thì đúng là vô đối luôn các bạn nhá. Camera thì zoom cực kỳ xa lên tới 30x. Hiện tại thì bên em đang có một cây này phiên bản Hàn Quốc, hình thức hơi phải nhẹ một tí bên trên này thì có giá là 5 triệu 200 nghìn cái 5 triệu 2. Còn ngoài ra thì em đang còn rất là nhiều bản Mỹ hai sim màu đen và màu màu xanh ngọc thì giá hiện tại đang là 5 triệu 5 các bạn nhá. Những cây này thì nó đẹp tầm 98% và nguyên zin nguyên bản 100%. Galaxy S20 5G phiên bản à, phiên bản mẹo, đấy, phiên bản Mỹ, phiên bản USA đây các bác nhá. Giá hiện tại là 5 triệu 500 000 đối với phiên bản Mỹ và có một cây phiên bản Hàn thì em bán cho các bác 5 triệu 2. Và một cái cực phẩm mà em đã tiếp tục giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay thì đây chính là một cái mã Galaxy S21 Plus này các bác ơi một cái mã máy trong mấy ngày vừa qua các bác cũng chốt rất là nhiều đây chính là cái mã S21 Plus 5G có màu tím và màu đen các bác nhá màu đen huyền bí này màu tím thủy chung có hai màu đầy đủ cho các bác đây cũng là một trong những con máy thanh cảnh mà cấu hình cực kỳ cao luôn đấy các bác nhìn chưa một con máy cầm cảm nhận đầu tiên khi cầm con này trên tay máy mỏng sang trọng hiện đại và thiết kế của camera rất đẹp này các bác này camera con này viền vàng ba mắt một đèn flat có sạc nhanh tay si loa kép các kiểu đầy đủ luôn các bác nhá. Màn hình 120 Hz, dung lượng pin lên tới 4800 mAh. Pin con này thì dùng dùng thoải mái một ngày luôn. Đấy, RAM 8 GB và bộ trong là 128 GB. Chip Qualcomm Snapdragon 888 và đặc biệt nếu anh em nào mà thích chụp ảnh. Đấy, thường là cái chụp ảnh này là cái nhu cầu gọi là tất yếu rồi. Đấy, bác thích chụp ảnh này các bác nhìn này, cam trước này. Nó LED nền nét luôn nhiều các bác nhá. Cam trước này, LED căng luôn. Cam sau này Nói chung là camera của con này là đỉnh cao luôn Đấy, camera con này là màu sắc nó sẽ lịnh mắt các bác nhá Bác nào mà thích chụp ảnh thì dùng con này là ok 6 triệu 800 nghìn, rồi 6 triệu 600 nghìn một cây Hàng A thì 6 triệu 8, hàng A trừ thì 6 triệu 6 Đấy, nó có gọi là tổng quát thì tầm 9, 97 cho đến 98 phần trăm gọi là những cái cây A trừ này nó chỉ gọi lâm tấm nhẹ một tí, một tí một xíu thì thôi các bạn nhá không thể tránh được nhưng mà quan trọng nhất là con máy này nguyên zin màn hình sáng đẹp trong veo không ám bố không nhu ảnh gì giá chỉ hơn 6 triệu là các bác đã mua được một em rồi con này thì nói chung là các bác dùng thì rất là thích luôn S21 Plus các bạn nhá Ngoài ra thì em có cả màu đen Đấy, bác nào mà gọi là không thích màu tím mộng mơ thì các bác chơi con màu đen huyền bí này cho em Màu đen huyền bí có giá từ 6 triệu 6 cho đến 6 triệu 800 nghìn là các bác đã mua một cây rồi. Các nhá, 6 triệu 8 thì còn đúng một cây số 9 thôi. Bên em là giá là công khai luôn, không có người này giá lọ người kia giá kia. Nên các bác mua hoàn toàn yên tâm 100 trăm. không sợ là đắt mới sợ rẻ đi hết. Mỗi một máy em ghi giá này đánh số thứ tự này và ghi giá tiền đến đây bản gì ghi lên đây các bác nhá. Là các bác chốt dễ có cây 6 triệu 6, có cây 6 triệu 8 thì các bác có thể lựa chọn. Ví dụ như là bác nào mà cảm thấy cây 6 6 này nó ok thì các bác có thể chốt cây này cũng được. Thực tế thì nó cũng gọi là 19.5 110 thôi nó cũng chẳng khác với nhau đâu các bác nhá. Nó cũng không khác là mấy đâu. Nhiều bác thì cứ hỏi là nó khác cái gì thì thực ra những gọi là lấm tấm 1 2 chấm thì thì giá nó rẻ hơn thôi chứ nó còn nó chả làm sao cả. Các chức năng hoạt động ok, ngon lành cành quất luôn, không một lỗi lầm gì các bác nhá. Thì đây chính là cái sản phẩm S20 Plus bên em đang còn tương đối là nhiều. Có những cây 6 triệu 4 có này. Đây 6 triệu 4. Đấy, màu bạc 6 triệu 4 những bác nào mà không quá quan trọng về hình thức thì các bác lựa chọn con 64 này thì viền của nó hơi hơi phải nhẹ một chút như này thôi còn các chức năng hoạt động ok 6 triệu 400 000 6 triệu 6 và 6 triệu 8 là các bác đã mua được một con S21 bờ lốt rồi Ok một cái sản phẩm tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái cực phẩm bên em đang có hàng đời cao thì bên em hôm nay bán gọi là văn vãn rồi trong mấy ngày vừa qua phải nói là các bác lấy hàng đời cao rất là nhiều ví dụ như S21 Ultra S22 Ultra rồi lốt 20 Ultra các bác lấy cực kỳ nhiều các bác nhá. Và gần như nó vãn hàng luôn. Đấy phải nói là rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ Di động MV. Đấy thì uh, bán một con đời cao này gửi đi tỉnh không phải là đơn giản, nhiều bác phải theo dõi em cả 5 giờ luôn, sau đó các bác mới quyết định mua. Có những bác thì uh, mua thì cũng rất là nhanh, nhưng có bác thì uh, theo dõi cả năm rồi lửa năm thì bắt đầu mới quyết định mua của anh nhá thế này là một con đời cao có những bác thì lên đời ví dụ nào đã trước đây đã mua một con đời thấp của nhà em rồi Đấy, bác ấy cảm thấy máy ngon ok bây giờ bác ấy thì lại lên đời đấy, rất là nhiều bác tình trạng như thế thế nên là anh em đấy, trước khi mua hàng ví dụ ở bất kỳ nơi nào thì các bác gọi là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì các bác mới nhận mới mới mua của các bác nhá chứ đừng gọi là ham rẻ em nói thật với các bác ham rẻ đồ điện tử này không bao giờ có đồ ngon đâu Đấy, đồ điện tử này mà ham rẻ chỉ có ăn gọi là mấy cái hàng xấu hàng ám màn linh tinh thôi quá nhá còn những cái con mà màn nó đẹp trong veo như này ấy, những cái con mà nó chuẩn chỉ các chức năng hoạt động ok thì giá đương nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn một tí và bên em tự tin là một đơn vị bán không cao mà cũng chẳng thấp các bác nhá Đấy, em nói luôn là không cao mà cũng chẳng thấp giá cả cực kỳ hợp lý cho các bác luôn tiếp tục nha các bác nhá đến 27 phút rồi mà còn nhiều mã chưa giới thiệu cho các bác lốt 20 ultra con này thì hàng đẹp nét đường nét 99,69% cây này không giới thiệu cấu hình nữa vì các bác quá thuộc rồi phiên bản Mỹ 2 sim RAM 12 1 8 g màn 6,9 inch 2k cộng 120 hẹp chip quan con 865 cộng camera đỉnh cao luôn giá 8 triệu 900 000 một em anh em nào là fan của lốt thì vào việc ngay con này có nhé lốt hai môn có bút S-Pen sạc nhanh tay si loa kép các kiểu đầy đủ hết không thiếu một thứ gì và một cái sản phẩm tiếp theo thì S21 Ultra thì phải nói với các bác là hôm trước các bác nhìn nó nhiều như thế mà hôm nay còn đúng hai cây cuối cùng, hai cây Galaxy S21 Ultra cuối cùng, một cây hàng 97,98%, một cây hàng 99,69%, hai cây này chênh nhau tương đối là nhiều gần một triệu luôn các bạn nha. cây uh, đẹp nét này nét này thì uh, có giá là 9 triệu 500 nghìn bản Mỹ hai sim 128G ram 12 màn máy nói chung là máy đi thì mượt mượt luôn khỏi bị chê luôn các bạn nha. ram 12 một chai 8G chip Qualcomm Snapdragon 888 có 5G Đấy, phiên bản 2 sim pin 5000 Đấy, camera thì 100x camera đỉnh cao hiện tại thì con đẹp nét nguyên siêu viền này thì cây này có giá là 9 triệu 500 nghìn còn ngoài ra có một cái cây hàng đẹp tầm 97 cho đến 98 phần thì cây này em đang bán cho các bác với cái giá là 8 triệu 600 nghìn của nhá 8 triệu 600 nghìn cây này hơi phải nhẹ một tí viền này Đấy, các anh nhìn viền hơi phải nhẹ một tí chỗ đấy thôi còn lại thì tổng quát là một con máy rất là ok các chức năng hoạt động ok màn hình sáng đẹp trong veo không ám ố và các chức năng là hoạt động ok hết các bạn nhá ok hết luôn không có một cái lỗi lầm gì hết những cái dòng đời cao này lỗi gì thì em báo ngay nhưng mà không một lỗi lầm gì tất cả mọi máy khi về cửa hàng bên em là em đã cắm sim mà em test em kiểm tra hết rồi đấy các bạn nhé, thì cây này là 8 triệu 6, dòng S21 Ultra thì bên em còn đúng hai cây máy cuối cùng này thôi. Và một cái dòng tiếp theo thì đây chính là một cái siêu mẫu S22 Ultra. Hiện nay thì phiên bản 512G thì em đang còn đúng một cây cuối cùng này thôi. S22 Ultra 512G màu đỏ đô. cái này thì hàng này new đẹp 99,99% ,99 các bác nhé. Nét nền nẹ nẹt luôn chỉ dành những cái bác yêu hàng chất thôi. Cái này thì nguyên cả siêu viền ni nông dây bóng. Phiên bản Mỹ 2 sim 2 sóng RAM 12 trên 512G. Đấy các bác nhìn thấy 512G. 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G dung lượng pin 5000 chip quan com 8 gen 1 nói chung cấu hình con này để đọc đến đâu để các bác nghe gọi là sướng quân tai luôn đến đấy các bác nhá vì nó quá đỉnh cao rồi camera này camera con này thì nó là siêu vip luôn cực kỳ nét các bác nhá màu sắc phải nói là các bác nó quá nét luôn cái loại này giới thiệu thì nói là thừa luôn các bác nhìn này, cái màu sắc camera này phải nói là siêu đỉnh chứ không phải là vip nữa rồi đấy, samsung một cái loại gọi là chụp ảnh gọi là đỉnh cao hiện tại con này 512 trăm Giá đang là 14 triệu 500 nghìn các bạn nhé Hôm trước thì bán 14 triệu 7 nhưng mà em đang giảm giá còn 14 triệu 5 rồi 14 triệu 500 nghìn một cây Galaxy S22 Ultra phiên bản 512GB còn ngoài ra bên em đang có rất là nhiều phiên bản 256G Nếu bác nào mà cảm thấy 256G nó đủ rồi Thì các bác có thể làm con 256G này hàng này new cũng rất ok Đấy, Có hai cây màu xanh rêu và hai cây màu đỏ đô Phải nói là toàn là những cái màu đẹp xuất chúng rồi các bác ạ Toàn là những cái màu quá đẹp luôn các bác nhá đỉnh cao chưa các bác nhìn đúng là phê chưa camera này quả camera của con này thì đúng là bá đạo luôn chụp cực kỳ đẹp luôn các bác nhá máy thì toàn là hàng nay new đẹp 99,69% nét nền nét dành cho những các bác nào thích hàng chất thì những con bản phiên bản 256g này em đang bán cho các bác là 14 triệu 2 nhưng mà đang giảm 200 còn 14 triệu tròn anh em nhá bác nào mà kết mà chốt thì các bác cứ nhắn tin zalo cho bên em để vào việc còn ngoài ra em đang có cả phiên bản 128g Phiên bản 128 GB này thì em cũng giảm giá 200, còn 12 triệu 600 nghìn các bác nhá. Hôm qua thì hôm trước thì 12 triệu 8, nhưng hôm nay đang giảm 200. Đấy, còn 12 triệu 600 nghìn S22 Ultra, 2 SIM 26 pin 5 nghìn. Con này thì tất cả các thứ giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái là RAM 8 trên 1 chai 8 GB. Nó chỉ kém mỗi cái RAM với cái bộ nhớ thôi. Đấy, thì một chai 8 GB thực tế thì nhiều bác cũng chẳng dùng đến đâu. Có những bác thích trải nghiệm những con đời cao chụp ảnh đẹp. Đấy, các bác chỉ dùng cần dùng 128 GB là rất là ok rồi các bác nhá mọi chức năng hoạt động ok ngon lành cánh quất luôn không một lỗi lầm gì hết các bác nhá thì cây này hiện tại giá đang là 12 triệu 600 nghìn đối với một em hàng đẹp nét nền nẹt đấy thì các bác có thể tham khảo mẫu này và ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho các bác hai cây iPhone cũng là hai cây máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay một cây iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB màu vàng gold cây này thì pin của nó là pin zin 81% giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn các nha rẻ hơn bình thường khoảng 2 triệu cây này là iPhone 11 Pro Max á, phiên bản quốc tế dung lượng là 64GB à, iPhone iPhone thì các bác chỉ cần quan tâm là lốc hay quốc tế thôi à, các chức năng hoạt động ok giá tại vì sao mà nó rẻ như vậy thì các bác em nói luôn tất cả các chức năng hoạt động ok máy nguyên zin nguyên bản nhưng mà bị đốm một tí phía dưới này và cái này thì cực kỳ nảnh luôn các bác nhá. Các bác nhìn ở đầu móng tay của em này. ấy nó có một cái vết đốm nó hơi chìa chìa lên một tí xíu như thế. Còn lại thì các chức năng hoạt động ok ngon lành cảnh đảo không một lỗi lầm gì. Và cái này nó sát mép ở dưới này thì gần như là bấm hàng ngày nó cũng chẳng có thấy nó bao giờ. ấy thì cây này em bán cho các bác giá 7 triệu năm các bác nhá. Ngoài ra còn một cây iPhone 12 Pro Max hàng chất, hàng nét này nét, phiên bản 128 g đẹp 98%. Cây này em bán giá là 8, à, cây này pin 88% iPhone 12 của nó mắc cạnh vuông mà nha Cầm cực kỳ sướng luôn Nói chung là tầm tiền bây giờ mà các bác cần Tết mà chơi con 12 của mắc này là quá ngon rồi Phiên bản 128GB giá 12 triệu 500 000 của nha iPhone 12 của mắc này bản Mỹ NLA này 128GB pin 88% máy quốc tế của anh em Bên em sẽ bao quốc tế là quốc tế trọn đời chứ không có cái chuyện là quốc tế một vài ngày đâu quốc tế chọn đời máy đấy về sau các bác mà lúc lại em hoàn tiền 100 trăm kể cả hết thời hạn bảo hành của anh em đã bao quốc tế là báo chọn đời không có chuyện là một vài ngày một vài tháng nào nó hết quốc tế được đã là quốc tế là máy quốc tế chọn đời của anh em thì đây là cây iPhone 12 của Max cam kết với các bác máy nguyên zin nguyên bản 100 trăm cây này 12 triệu 500 nghìn anh em nào mà ham rẻ mà mua 12 bóng Max mà tầm hơn 10 triệu em đảm bảo các bác không mà có máy ngon đâu các bác nhá. hơn 10 triệu mà hơi tầm 11 triệu em đảm bảo các bác không mà có máy ngon luôn Đấy, con này là 128 g pin 88% pin zin, giá 12 triệu 5. Đây cũng là cái máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay. Anh em nào kết mà chốt thì các bác có thể nhắn Zalo cho bên em để vào việc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.